Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay là dòng tâm sự có tựa đề: Tôi thiên vị giao hết tài sản cho con trai, cuối đời phải tìm đến con gái để nương tựa. Nghe mấy lời con nói mà tôi vừa ân hận vừa cảm thấy ấm lòng. Nghe những lời nói của con gái mà tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Và rồi những tình tiết xảy ra trong dòng tâm sự này là như thế nào? Sau đây, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi, là một y tá đã về hưu. Sau khi chồng qua đời vì tai nạn ô tô, tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Hai đứa con của tôi, một trai, một gái, đều đã lập gia đình và có việc làm ở trong thành phố. Tuy nhiên, đầu năm nay, tôi đã chính thức dọn đến nhà con gái để nương tựa tuổi già vì một lý do rất đặc biệt. Ngày trước, vợ chồng tôi yêu thương hai con rất đồng đều, bởi vì con nào cũng là con, đều là kho báu của bố mẹ. Thế nhưng sau khi chồng tôi mất, thái độ của tôi lại có sự khác biệt rõ ràng giữa con trai và con gái. Sự thay đổi này bắt nguồn từ một lần người bạn thân của tôi ghé thăm. Người bạn này tên Lan. Ngày hôm đó, sau khi ngồi ôn lại những câu chuyện cũ, chúng tôi lại cùng nhau chia sẻ về chuyện gia đình. Trong lúc cao hứng, Lan bàn với tôi chuyện phân chia tài sản để lại cho các con. Theo đó, người bạn này của tôi nói rằng vì con gái đã đi lấy chồng nên là con nhà người ta. Chỉ có con trai làm chỗ dựa và chăm sóc cho mình khi về già, nên bà ấy đã để lại phần lớn tài sản cho quý tử. Về chuyện này, tôi không đóng góp ý kiến gì cả, mà chỉ ngồi nghe bạn của mình tâm sự. Tuy nhiên, lúc Lan ra về, những chia sẻ của bà ấy lại khiến tôi phải suy nghĩ suốt mấy ngày hôm sau. Lúc đó, tôi thấy những lời bạn mình nói cũng rất có lý. Dần dần, những lời nói đó đã thay đổi tư tưởng của tôi. Vậy là, năm con trai lấy vợ, tôi dồn tiền mua cho hai vợ chồng trẻ một căn nhà ở trên thành phố. Đồng thời, tôi góp thêm tiền mua cho hai con một chiếc xe ô tô để tiện đi lại. Khi con gái đi lấy chồng, tôi chỉ cho con gái hai cái kiềng vàng. Ngoài ra, không có thêm gì khác. Lắm lúc, tôi cũng thấy sự thiên vị của mình quá rõ ràng. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện tuổi già cần nhờ đến vợ chồng con trai, nên tôi đã nhắm mắt cho qua. Năm ngoái, sức khỏe của tôi yếu hẳn đi, mắt cũng mờ dần, không còn đi đâu xa được nữa. Lúc này, tôi mới sốt sắng gọi điện cho con trai về và dặn dò nó chuyện phân chia tài sản. Theo đó, tôi bảo căn nhà đang ở và cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu, tôi đều để lại cho con trai thừa kế. Còn không quên dặn dò nó phải trông coi hương hỏa gia đình, đồng thời giúp đỡ em gái khi em gặp khó khăn. Nghe tôi nói, con trai tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, tôi yên tâm sống tiếp những ngày tháng còn lại của mình. Cho đến cuối năm ngoái, trong một lần quét dọn nhà cửa, tôi bị ngất đi và được hàng xóm đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Lúc đó, hàng xóm đã liên lạc với vợ chồng con trai của tôi, nhưng không được, họ đành gọi điện cho con gái của tôi đến. Nhận được tin, vợ chồng con gái lập tức có mặt tại bệnh viện và túc trực ở đó suốt 4 ngày liền. Về phần vợ chồng con trai của tôi, nghe tin tôi nằm viện, cả hai cũng vô cùng sốt sắng đến thăm tôi, nhưng vì công việc bận rộn nên cũng đành rời đi nhanh chóng. Sau khi tôi về nhà, cả đại gia đình quay quần lại bên nhau để chúc mừng tôi xuất viện. Vừa là cũng để bàn bạc chuyện chăm sóc tôi sau này. Nằm nghỉ ngơi trong phòng, tôi loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa con trai và con gái. Con trai tôi nói, anh là anh cả, vì thế nên từ giờ anh sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, vì vợ chồng anh đều bận rộn, chị dâu làm việc ở sân bay, giờ giấc không ổn định. Công việc của anh thì suốt ngày phải đi công tác, nên anh sợ chăm sóc mẹ không được chu đáo. Gia đình anh có thuê người giúp việc, nhưng anh thật sự không yên tâm khi để người ngoài chăm sóc cho mẹ.
Chính vì vậy, anh hy vọng những lúc vợ chồng anh bận rộn, phiền các em chăm sóc mẹ vài hôm. Nghe như vậy, con gái tôi nhỏ nhẹ nói lại: chăm sóc mẹ là chuyện mà cả anh và em đều nên làm, sao có thể chỉ để riêng mình anh đảm nhiệm được. Em tính như thế này: vợ chồng em kinh doanh tại nhà nên có nhiều thời gian ở bên mẹ hơn, chính vì thế em sẽ đón mẹ về để chăm sóc. Bố mẹ chồng em đều đã mất, nhà chị có hai vợ chồng cũng rất trống trải, có thêm mẹ chắc chắn sẽ vui hơn trước rất nhiều. Vợ chồng em không khá giả nhưng vẫn đủ để chăm sóc tốt cho mẹ. Hơn nữa, mẹ còn cho vợ chồng em 100 triệu tiền tiết kiệm, nên em đủ tự tin để chăm sóc mẹ đến cuối đời. Nghe những lời con gái nói, tôi vừa xúc động vừa cảm thấy hổ thẹn. Tôi xúc động vì mình may mắn có được hai đứa con vô cùng hiếu thảo. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã cư xử chưa tốt với con gái của mình. Hóa ra, con trai của tôi đã không giữ trọn tài sản thừa kế, mà âm thầm chia cho em gái của mình một nửa. Hành động này của con đã giúp tôi thức tỉnh và nhận ra thiếu sót của bản thân mình. Và cũng từ đó, tôi được tận hưởng cuộc sống tuổi già ở nhà con gái của mình. Dù không biết bản thân còn nhiều thời gian nữa hay không, thế nhưng tôi cũng cảm thấy mãn nguyện vì được các con chăm sóc rất tận tình và chu đáo. Cuộc đời này của tôi chẳng còn hạnh phúc nào hơn thế. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Nếu như cảm thấy yêu quý kênh và thích những câu chuyện tâm sự, thì cô chú anh chị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và nhấn thêm cái chuông bên phải để cô chú anh chị và các bạn có thể đón nhận những câu chuyện tâm sự mới nhất. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tâm sự tiếp theo. Xin mến chào.